Khánh xin chào tất cả các bạn thân yêu. Chiều nay thì mình đi theo dì Hai qua nhà dì. Dì này thứ mấy rồi dì Hai? Dì Chính. Dạ, dì Chính. Thì dì Chính là bạn ngày xưa của dì Hai. À, dì Hai với dì Chính quen biết nhau là cũng chắc cũng 30 mấy. 30 năm. 30 năm rồi. Đó, rồi nay thì nhà dì Chính thì cũng có khó khăn, cho nên là dì Hai tới thăm, vì mình cũng xin dì Hai mình đi theo. Rồi mời các bạn đi với mình. Đi nha. Dì Hai thích gì vậy? Mấy cái bánh cho mấy con nhỏ. Dạ. À, cháu em coi em đây nó em nói với chị á, rồi nó lên nó thăm chị luôn. Cháu em đi thôi chị. Cho về mà cho mấy bánh là con chút kia nha nha. Chị để mình sửa thì nó tự uống hả chị? Ừ, mới thì nó la la rồi trai hả chị? Trai hả? Ốc sữa, ốc sữa kìa hai, ốc sữa. Bỏ bao thương con nha, sao thương lắm, 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 thương lắ
2 năm hả chị Trinh? 2 năm rồi, nhưng mà lần này là lần thứ 2, cách đây 2 tháng. Thì dì Trinh cũng bị bệnh tim hả? Dinh đó, dạ. Ba nó cũng nghèo khổ, mà có vợ rồi, có vợ có hai đứa con rồi, mà còn tầm tiền con này nó ngu quá, đi xe, nhà nó cục đó, khổ. Giờ là bố nó này chung một cha không? Nhỏ đi không? Nhỏ đi không? Một cha. Thằng này được 2 tháng thì nó nói con này đi làm công ty đi đêm đi hôm không làm
là có bầu với thằng nào gì để đổ thừa nó, nó bỏ nó đi, nó đi cái ở nhà tôi nuôi để thằng này 16 tháng, nó mò lên làm thêm cục này nữa, nó mò lên thêm một cục đó đi nuôi bệnh năm nay nha. Trời ơi, giờ nó giờ để ý vợ chồng nó làm sao mình để yên nó được, cứ sắp kêu đi bệnh viện rồi cái này đó đến trời đó lại có bầu trộm con này không biết, có bầu trộm này thằng đó nó cũng không biết, bỏ nó đi đi đến chừng thấy như vậy cái nó tính ngày tháng ra cái này rồi nó cứ tính bầu thằng đó chứ không thằng nào đó. Điện kêu nó nói nó có ăn ngủ đâu mà đỡ thừa đó, nói con đó xong rồi điện cho mẹ nó hay nó là Cúc nó có bầu như vậy vậy đó. Mẹ nó nói con tôi nó về nhà nó ở lâu rồi sao nói Cúc có bầu là kia nọ, cái mới kể tình trạng cho bạn nghe rồi nói vậy thì đi biểu nó đi siêu âm với là đi xét nghiệm đi. Trời ơi, rồi bà nghĩ sao bà tính mình tính ra ngày tháng là mình nói với bà bà ấy xong rồi bà mới nói thôi để xong để thì để hồi rồi bà nói con bà nó làm có tiền nó gửi lên thắm nhỏ cho rút cuộc nó đâu có thắm nhỏ cho đồng nào đâu, nó đi theo gái lên chịu vậy là không có ba nó cũng không có hai đứa này luôn không. Ba đứa này không có được. Chị Cúc đi làm công ty nuôi nó hả chị Cúc? Đấy, đi làm công ty nuôi nó ở nhà mấy bữa. Có cậu có mợ ở nhà đi kiếp mẹ đi. Có cậu có mợ, cậu mợ đi làm xa hết rồi. Rồi nhớ là chỉ mẹ con có ém nhau mà sống mà nuôi mấy đứa nhỏ này. Mẹ tha thất thẻo thì cái sống qua ngày thì chứ biết làm sao bây giờ, giờ mà có cho ai. Dạ. Chị Chính có dùng tột gì, có rẫy gì không? Khổ không có rẫy rừng gì hết, có rẫy rồi con trai nó vợ dành phần cái kia phần gì vậy là giờ chị Cúc nuôi mẹ đó, cái nhà này con sợ vợ con để đi vô thương mẹ thì nó cho gì nó cho còn nó cho thôi, giờ nó cứ thấy vậy là nó biểu nó nói là như ở ăn rồi giữ con cho con này giữ ở con này nên nuôi bà vậy thôi, bây giờ biết làm sao giờ, bây giờ em ấy thì nó khờ dại nó lỡ ăn vậy thôi kệ, nhưng mà tuổi nó ăn đâu có dòm đâu. Dì Chính bệnh tai biến rồi bác hỏi dì Chính là bệnh viện nào? Bệnh viện mới lập. Chiều về giờ này. Đang nút cơm cho mà thằng này đi tao bé đó tự nhiên không nói được. Dạ. Rồi cái rồi sao mà mấy đứa nó điện nó kêu chị gái rồi với lại cái thằng này nó trở đi bệnh viện. Dạ. Bệnh viện mới vừa đi vô đi vô phòng cấp cứu cái là đi vào ca cái đi vô cái là học máu rồi thổ huyết rồi. Dạ. Thổ huyết rồi tay chân nó co giật rồi nó cấm khẩu rồi không có nói được. Dạ. Rồi nó bắt đầu để sợ con giật nó sức không được, thôi cho nó ngủ liền rồi cho nó ngủ liền bỏ phải lúc cho rồi đủ nước ai vô nuôi gì chính chị gái lớn nó có chồng nó không con nó lớn chút ở nhà cái gì đầu giống nó ngủ rồi ngủ ngủ dậy không có cổ như là nó cắn mấy cái chương chứ sáng kéo nằm nó ngủ nhé. Ừ, kéo để bình vô là nó tính mới có người ta. Cha nó có vợ mà có. Bữa nay thì cô Linh Đặng có nhờ con gửi tới cho gia đình của cô Chính một phần quà đó là 1 triệu đồng. Để cho cô Chính xây sở trong nhà rồi có mua sữa rồi cho em nó uống. Cảm ơn cô Linh Đặng. Cô Linh Đặng đã có lòng tiếp cố thương bằng cảm giúp đỡ cho vậy cũng biết nói gì chỉ gửi lời cảm ơn cô Linh Đặng. Dạ. Con thấy hoàn cảnh gia đình mình thì cũng khó khăn quá. Chị gái của em nè.
khi cũng quá nhiều khi cũng tính gửi gắm khác nuôi dùm chứ cũng tội nghiệp. Dạ. Cho nó cũng nở mà thấy mẹ đau gì nó sợ mẹ khổ đau mà bệnh bị lo thì cháu mẹ bé ở nhà đi học nghỉ hạ ngủ giữ em đâu đi học sáng học chiều luôn á. Ông nó ở nhà thì nó cũng giữ gì em ở nhà cũng giữ em cứ 9 giờ nó về xong rồi tới 1 giờ nó đi học lại. Chủ nhật có nhà là ba đứa này cũng đi học hả chị? Còn đâu gì của chị là làm ít thứ này nữa chị nghỉ. Làm gì chị? Dọn dẹp khách sạn. Dạ tận dụng lắm à. Dạ. Là hai đứa ra đi học hả? Dạ còn có bạn nhà như vậy thằng thằng nó đi không? Nó đi mới còn thằng đi à. Dựng chín ổng còn hơn gì chín mất này chín ổng rồi mấy năm vậy? 19 năm mới đi con rửa đi em nói mấy năm bây giờ thì con xin chào và hẹn gặp lại.